Em xin chào toàn thể mọi người yêu Phong Lan trên toàn quốc ạ. Em là Duy Vũ của kênh Nam Phụng Lan Rừng Công Tâm, và phiên ngày hôm nay em về được một lô hoàng nhạn nhé mọi người. Ở đây thì số lượng nó cũng là khá là nhiều. Thì ở đây em có phân ra là lô 1 mầm, lô 2 mầm, 3 mầm và 4 mầm. Thì lô 1 mầm thì kích thước nó khá là lớn. Lô 1 mầm á, thì em ký hiệu là lô A, lô 2 mầm là em ký hiệu là lô B như những lô này này. Lô 3 mầm là ký hiệu là lô C. Còn lô 4 mầm á, thì em ký hiệu là lô D. Hàng nhỏ mini thì không có ạ. Lô này thì chủ yếu là hàng lớn thôi. Hàng kích thước nó khá là to. Bây giờ em xin được vào quay chi tiết này. Đầu tiên là những cái lô 1 mầm, em ký hiệu là lô A. Đây ạ. A1 500.000 đồng là riêng cái dây này thì nó 3 mầm của lô A. Một cái dê gọi là thế một mẹ bồng hai con, rất là đẹp như thế này. Kích thước thì nó cũng khá là lớn rồi nhé mọi người. Bình thường thì cái dê một mẹ bồng một con thì nó đã rất là hiếm rồi. Như cả cái lô hàng này thì em chỉ có một cái dê này thôi, là một mẹ bồng hai con, mà hàng hôm nay thì nó khá là nhiều. Đây ạ. Đây, cái bộ rễ ở dưới thì nó chi chít như thế này. Giá lô này là 500.000 đồng, một cái lô nó khá là hiếm. Hoàng nhạn tháng 8 nhé mọi người. Này, cái vòi hoa của nó này, nó đã khô rồi. Những cây nào mà nó nở sớm thì vòi hoa nó sẽ khô rất là nhanh. Thời gian tới thì gần như hoa nó sẽ không còn nữa. Ở đây thì rất hiếm cây nó còn cái vòi hoa. Rất hiếm cây nó còn hoa hoa như thế này. Bây giờ là lô A2 ạ. Là một cái dề nó cực kỳ khủng như thế này ạ. Mọi người nhìn cái gốc nó này, nó cực kỳ dài. Cái này thì tuy là nó cong nhưng mà lá nó xếp lên nó cũng rất là đều. A2 750.000 đồng. Cái bảng lá thì cũng khá là to đây ạ. Và còn hoa nữa, chuẩn cái hoàng nhạn tháng 8 nhé mọi người. Đây. Cái bảng lá nó khá là bự như thế này. Còn cái thân thì nó rất là dài. Kích thước thì từ cái chỗ lá này lên tới ngọn thì nó phải là hơn 20 cm rồi. Dưới này chưa nói là cái thân nó rất là dài như thế này. Đây một cái cây, đây là cây mà khủng nhất lô của em ngày hôm nay. Lô hôm nay khá là nhiều. Cây đây là cây khủng nhất đấy ạ. Lô A2 giá là 750.000 đồng. Lá nó xếp lên cũng rất là đẹp như thế này nhé mọi người. Mọi người về ghép về thì cái thế này nó cũng khá là ok, chứ nó không phải là lá xếp méo gì. Rồi, em qua lô A3. A3 thì nó cũng một cây nó gần tương tự như A2, nhưng mà cái thân nó này cũng rất là dài nhé mọi người. Cái thân nó rất là dài và có tới là hai cái vòi hoa đang còn hoa như thế này, chuẩn cái hoa nhạn tháng 8. Đây, đây là những cây cuối mùa nó còn còn hoa đây ạ. Giờ rất là hiếm. Lá thì 1 2 3 4 5. Như lô A2 hồi nãy á, thì được 2 4 6 7 cặp lá, còn cây này thì 2 4 5 6 cặp lá thôi ạ. Có tới hai cái vòi hoa và nó cũng khá là bự. Kích thước khá là bự và khủng như thế này, giá là 650k nhé mọi người. Đây, cái thân này thì nó rất là dài. Rồi bây giờ em qua lô A4. Lô A là những lô một mầm nhé mọi người. A4 này, một cái dề như thế này. 2 4 6 7 8, có tới là 8 cặp lá. Có thể là do hướng nắng nên là nó mọc méo như thế này. Nhưng mà cái lá nó cũng xếp méo theo luôn, rất là đẹp như thế này. Cây thì rất là còn tươi. Vòi hoa thì nó đã khô rồi. Đó là lô A4 giá là 500.000 đồng. Số lượng hàng khá là nhiều, em sẽ quay nhanh. Lô A5 là 450.000 đồng, một cái dề thế này. Cái gốc nó thì nó bị cong nhưng mà ở cái phần lá thì nó vẫn xếp thẳng lên như này. Một số lá nó xếp thẳng lên, cái lá này thì nó hơi lệch một tí. Có tới là 1 2 3 4 5 6 7 cái cặp lá. Lá xếp cũng khá là đều, 450. Lô A6 của em ạ. Lô A6 thế này thì lá xếp cũng khá là ok đây. 2 4 6 7 cặp lá, 6 cặp lá rưỡi nhé mọi người. 7 7 cặp lá. À, 6 7 cặp lá. Kích thước này nó rất là bự đây này. Và để đạt được một cái kích thước như này thì nó mất rất là nhiều năm, nên là giá của những cây bự rất là cao và mọi người thường hay ưa thích những cây bự hơn.
là những cây nhỏ. Như ví dụ giả hạn thì cây yến thì mọi người ưa thích hơn vì nó không, vì mặt hoa nó xổ số chứ ai biết được, và giá nó cũng rẻ, đa dạng được cái giống. Nhưng chơi hoa nhãn thì mọi người thường sưu tầm những cái cây có cái cây bự thì cái giò hoa nhãn nó mới đẹp được. Lô A7 2 4 6 7 cặp lá, giá cũng là 450.000. Lô A8 600.000. Lô A8 này thì cái dề nó rất là khủng nhưng mà lá xếp nó không được đều. Cây này thì cầm vào nó rất là nặng nhé mọi người. Cây này để em đếm cặp lá 2 4 6 7 8 9 cặp lá. 10 cặp lá mọi người ạ. Đây. 2 này, 4 này, 6 này, 7 8 này, 9 10 này, trên này hai cái này. Đó là lô A8 ạ, có tới là 10 cái cặp lá. Kích thước nó khá lớn nhé mọi người. Em qua lô A9 ạ. A9 là 400 ngàn thôi ạ. Cây này thì cái gốc nó rất là dài và còn rất là tươi ạ. Nhìn nó rất là khỏe khoắn như thế này. Có tới 1 2 3 4 5 cái cặp lá cho cây này, lá xếp lên rất là đều. Cây rất là tươi, hoa thì đã tàn rồi. Em qua lô số 10. Giá là 450.000. Lô số 10 này với số 9 thì gần như nó tương đương, nhưng mà số 10 lá nó xếp đẹp hơn rất là nhiều và cái bảng lá nó rất là xanh và bự như thế này nhé mọi người. 2 4 5 tới 5 cặp lá và hoa nó vẫn còn tươi như thế này đây. Giá là 450.000 cho lô A10 này. A11. Cây này thì kích thước nó bự nhưng mà lá xếp nó không được đẹp cho lắm và giá chỉ là 400.000 đồng. 2 4 6 có tới là 7 cái cặp lá và có tới là hai cái vòi hoa nó đã tàn như thế này. Vòi hoa này là có thể là của những cái năm năm trước rồi. Em qua lô A12. A12 là một cái dãy bảng lá nó khá là bự đây ạ, à, gọi là lá mít. Lá thì rất là dày. 2 4 5 cặp lá. Và cái gốc của nó rất là dài. Và chỗ đây nó bị quẹo lên cái, quẹo đến 90 độ, hơn 90 độ. Rất là hay, nhưng mà quan trọng là cái lá này nó vẫn xếp này. Mọi người về trồng cái thế này, nó nghiên cứu trồng một cái thế cho cây nó đẹp. Nếu mà nó bị quẹo ở giữa thân này thì cây nó sẽ mất giá trị, nhưng mà nó bị quẹo chỗ này thì sẽ không sao cả. Rồi lô số đó là A12 ạ. Em qua lô A13. A13 cũng là 400.000 đồng. Đây, một cây này. Cây này thì nó cũng hơi bị cong chỗ này một xíu. 1 2 3 4, có 4 cặp lá cho cây cây này. Bảng lá nó cũng khá là bự, mặc dù cây 4 cặp lá nhưng mà nó rất là bự nhé mọi người. Đây ạ. Đây là các vòi hoa của nó. Rồi bây giờ em qua lô số A14 ạ. A14 là 400.000 đồng này cho cái cây này. Và kích thước cây này thì nó hơi bị héo một tí thôi ạ. Héo một tí nhé mọi người. Nhưng mà cái cặp lá và kích thước của nó rất là bự đây. Có tới 1 2 3 4 5 6 7 8, có tới là 8 cặp lá và cái vòi hoa của nó thì rất là nhiều. Đây ạ. Vòi hoa này. 1 2 3 4 5, 5 cái vòi hoa. Tới là 5 cái vòi hoa luôn. Đó là lô số 14, A14. Những lô A là những lô đơn thân, những lô chỉ có một mầm thôi ạ. À. Lô B 2 mầm, lô C 3 mầm và lô D là 4 mầm. Rồi em qua lô số 15, một cái dền nó rất là tươi như thế này ạ. À. Thì 2 4 có tới là 5 cái cặp lá và giá là 350.000. Em qua lô số 16 ạ, à, cũng là 350.000. Một cái dề này lá xếp này rất là đều. 15 16 là hai lô lá xếp này rất là đều này. 2 4 5 có tới là 5 cái cặp lá và hai cái vòi hoa đã tàn. Rồi em qua lô số 17 cũng là 350.000. Lô 17 của em này 350.000. Và nó cây này thì cái gốc nó rất là dài đây ạ. Đảm bảo là nó cũng rất là nhiều năm rồi. 2 4 5 cặp lá nhé mọi người. 350.000 cho lô số 17 này. Và bây giờ em xin được qua những cái lô 2 mầm và giá là này. Lá thường mỗi lô là 500.000. Đầu tiên là em vào cái lô B1.
B1 là những lô hai mầm nhé, ký hiệu B là những lô hai mầm, tay gồm hai cái dè lá xếp lên rất là đẹp, đều rất là đẹp, giá là 600.000 đồng, kích thước thì nó cũng bự rồi, 600.000 đồng cho hai cái dè này. Có tới là hai bốn, cái này là năm cặp lá, cái này hai cũng là năm cặp lá nhưng mà bảng lá nó khá là to. Lô B10 B2 à, giá cũng là 600.000 đồng, một cây tương tự với lô B1, 2 4 5, cây này năm cặp lá, cây này cũng năm cặp lá nhưng mà bảng lá nó to hơn. Rồi em qua lô B3, giá là 500.000 đồng, cây này với kích thước nó nhỏ hơn nhưng mà lá xếp nên rất là đẹp nhé mọi người. Những cây lá xếp thì thường giá nó sẽ cao và mọi người rất là ưa những cây lá xếp, giống như là thích phi điệp những cây thân nù đốt ngắn như vậy ạ. À, còn bảng lá rộng thì mọi người cũng thích giống như là phi điệp lá mít vậy. Rồi B, em qua lô B4 này, giá là 500.000 đồng cho hai cây này, một cây là nó xếp lên rất là đẹp thế này, một cây là bảng giá lá nó dài như thế này ạ. À, vẫn còn vòi hoa đây ạ. À, hoa nó đã tàn này, mùi hương thì nó đã giảm dần đi rất là nhiều rồi vì hoa nó tàn, chứ những lô hàng đầu em lấy về thì mùi hương nó cực kỳ là thơm luôn. Đây ạ, B4 500.000. Em qua lô B5 cũng là 500.000 đồng, 2 4 5 2 4 6 cặp lá, về thứ nhất là 6 cặp lá này, về thứ hai này 2 4 là chỉ được 5 cặp lá thôi. Đây ạ, B5 giá là 500.000 đồng. À, cái công đoạn phân hàng thì nó tốn khá là nhiều thời gian vì để phân được một cái lô hàng khá là nhiều và nó đồng đều. Lô B6 này, cây này 4 cặp lá, vẫn còn vòi hoa nó tươi. Cây này là 5 cặp lá, kích thước nó bự rồi nhé mọi người. Cái chiều dài của cái gốc nó cũng rất là lớn đây. Hai cây này này, giá là 500 ngàn. Hôm nay thì toàn hàng lớn như thế này thôi ạ. Hàng nhỏ thì chắc là để cái phiên sau nếu mà em lấy được, nhưng mà em thấy là nhu cầu mọi người thích hàng lớn là nhiều hơn so với hàng nhỏ. 2 4, cây này là 5 cặp lá, cây này cũng là 5 cặp lá và kích thước nó cũng khá là bự. Đó là lô B7 á, lô B7 nhé mọi người, 500.000 đồng. Em qua lô số B8 này thì hai cây này, một cây thì lá nó xếp lên thế này nhé mọi người, có 4 cặp lá rưỡi và cây này lá thì nó như thế này, cây này thì bảng lá nó bự này, 2 4, tại hai cây này cũng là 500 ngàn. Em qua lô B9 cũng là 500 ngàn cho hai cây này, hai cây này kích thước nó bự này, 2 4 6 cặp lá cho cây thứ nhất, 2 4 6 cùng 6 cặp lá cho cây thứ hai, và cây thứ hai này thì lá nó hơi bị lỗi một tí á. Đương nhiên thì em phân hàng sẽ có những cái cây mà nó những lô hàng nó sẽ không đồng đều nhau, nên có thể là khi mọi người đặt hàng thì em sẽ điều chỉnh giá lại cho nó phù hợp, nhưng mà chắc là sẽ không nhiều đâu ạ. Đài lô B10 ạ, giá là 24 cặp lá này, bảng lá bự này xếp lên rất là đều, cây này thì 5 cặp lá và cái nhu cầu người ta mọi người đặt hàng này thì nó rất là nhiều. Em thì chỉ điều chỉnh giá cho thật sự là nó phù hợp, nó tương đương, mọi người đều có thể đặt được những cái lô hàng chất lượng nó như nhau với giá nó hợp lý. Đây, lô B11 này giá là 500, 2 4 5 có tới là 5 cặp lá này, cây này thì 2 4 6 7 cặp lá và nó hơi bị xuống lá một tí nhé mọi người, nhưng mà kích thước thì nó bự. Rồi B11 500.000, B12 cũng là 500.000, đây 2 4 cặp lá này, cái này cũng là hai, cái này thì nó xếp hơi quẹo tí, cái này thì có thể em sẽ giảm giá cho mọi người, nhưng mà hai cái mầm này thì kích thước nó khá là to và bự rồi. B12 500.000. Lô B13 cũng là 500.000, 2 4 6 cặp lá này, 2 4 cây này thì 5 cặp lá này, lá nó chạy ra rất là to như thế này. Em qua lô B14, những lô B là lô gồm hai mầm nhé mọi người, lô C là 3 mầm và lô D là 4 mầm, 2 4 5, cái này là 5 cặp lá,
Cái này là 4 cấp lá. Đây. Lô B 15. 2 4 5 2 4 5. Cái này là 6 cấp lá nha mọi người. Này 1 2 3 4 5 6 này. Bên này là hai cái lá này. 1 2 3 4 5, 5 cặp lá rưỡi ạ. Còn cái đây là 2 4 cặp lá. Những cái nhiều cặp lá thì chưa chắc nó đã bự nha mọi người. Đây ạ, lô B 15 giá là 500 ngàn. Rồi bây giờ em xin được qua lô C là những lô gồm 3 mầm giá 500 ngàn. Với kích thước nó sẽ nhỏ hơn so với lô B một tí. Rồi. Lô C1 3 mầm này giá là 500 ngàn. 1 này, 2 này, 3 này. Hoa nhãn nó đang rất là hot nha mọi người, với cái hương thơm của nó rất là đặc biệt. Và nhãn mà em đang bán là nhãn vùng Campuchia nha mọi người. Nó tương đương với nhãn vùng Gia Lai luôn ạ, hương nó cực kỳ thơm luôn. 24. Nếu mà ai theo dõi những phiên trước thì biết em đang bán nhãn vùng Campuchia với chất lượng hương thơm nó rất là ngào ngạt. Nhiều khách họ còn phản ánh lại là khi mở cái thùng hàng về á thì mùi hương nó đọng lại cũng rất là lâu. Hương nó rất là thơm. Còn cái mùa thời điểm này thì cây nó đã gần như là hết hoa rồi. Lô C2, ba cây này giá là 500 ngàn đồng, kích thước nó khá là lớn và những cái gốc nó cũng rất là dài này. Em qua lô C3. Cũng là ba cây này, kích thước khá là lớn này. Mọi người có thể dừng video lại để đếm cái cặp lá của nó nhé. Em sẽ quay nhanh và đăng video sớm để mọi người chốt đơn hàng. Rồi em qua lô C4 giá là 550 ngàn. C4 này gồm 3 cây. Này, rất là tươi, C4 3 cây rất là tươi nhưng mà không phải là lá xếp thôi ạ. Và nó rất là bự và khủng này, như cái dề này nó rất là bự đây. Nếu mà lá xếp thì nó phải là một cây này cũng phải là tới 4-500 ngàn rồi. Nhưng mà lô C4 này không phải là lá xếp nên là ba cây này em để với giá là 500 ngàn. Đây vòi hoa của nó cũng đang còn đã tàn này. Vòi hoa chưa bị khô này. Rồi bây giờ em qua lô D. Lô D là những cái lô mà 4 mầm nhé mọi người. 500 ngàn cho lô 4 mầm. Đây em xin được vào quay nhanh. 1 2 này, 3 này, 4 này. Với cái chiều dài gốc của nó cũng rất là lớn nha mọi người. Về rất là thuận tiện cho việc ghép. D1, D2 này, 2, 4 này. 4 cây kích thước khá là bự thế này này. Giá là 500 ngàn đồng. Lô D3 cũng là 4 cây này. Kích thước nó khá bự nha mọi người. Đây. Cái gốc của nó chiều dài nó khá là dài. Lô D4 của em giá là 500 ngàn đồng luôn. Những cây này này, rất là tươi này. Lô D4 500 ngàn đồng gồm 4 cây này, rất là tươi. 2 4 4 cặp lá rưỡi này. Cái này 3 này. Đây. D4 500 ngàn. Em qua lô D5. D5 thì ai nó đang bị thiếu một mầm để em bổ sung thêm. D5 là 24 này, 24 mầm này. D5 kích thước cũng khá là lớn. Em qua lô D6 ạ. Đây, 4 mầm thế này, 1 2 3 4 này, hàng rất là còn tươi đây. Hồi đầu mùa thì giá nó mắc hơn rất là nhiều. Hai mầm thì giá nó đã là 350 rồi. Giờ 4 mầm giá chỉ là 500 ngàn. Vì giờ em lấy được cái lô hàng số lượng nó lớn á mọi người, nên là để lại giá cho mọi người nó sẽ rẻ đi. Chứ nhiều khi mà giá thị trường nó biến động lắm. Không thể biết, nhiều khi họ hô giá nó rất là cao cho 1 kg. D7 này giá là 500 ngàn đồng. Hay là cái hàng này nó tỷ lệ hao hụt nó rất là ít. Lô D7 này kích thước nó khá lớn này. 4 mầm đây ạ. Hàng này thì tỷ lệ hao hụt nó khá là ít nên là lái nó yên tâm, nó không như phi điệp ạ. Phi điệp thì nó rất là hao. Lô D8 cũng là 500 ngàn đồng cho 4 cái mầm như thế này.
mọi người có thể dừng video lại xem nhé. À, máy quay em để nó cố định rồi nên là dừng lại thì chất lượng hình ảnh nó sẽ không bị giảm nhiều. Rồi, D9 của em giá là 500 ngàn. À, D9 thì những cái dây này lá xếp này rất là đẹp như thế này, hàng rất là tươi bự. Cây này thì nó hơi bị dị dị một nhưng mà cả một đống này. Rồi D9 500 ngàn. Em qua D10, tại 4 cây của D10 500 ngàn. Em qua lô D11, D11 4 cây này rất là tươi đẹp, cũng là 500 ngàn. Rồi, đó là tổng thể lô hàng ngày hôm nay của em nhé mọi người. Ai đặt hàng thì liên hệ theo số điện thoại em đăng trên tiêu đề, nhắn tin hoặc là gọi điện cho em đều được hết ạ. Hoặc là có thể liên lạc qua Zalo với em để em có thể chốt đơn hàng cho mọi người. Và nếu mà nhắn tin thì vui lòng nhắn đầy đủ tên, số điện thoại, tên, địa chỉ và số lô chốt nhé, để em có thể chốt đơn hàng cho mọi người một cách tiện lợi nhanh chóng nhất. Rồi bây giờ em xin được chào toàn thể mọi người ạ. Chúc mọi người có một vài buổi tối làm việc, buổi tối thật là vui vẻ ạ. Rồi em xin được kết thúc video tại đây.